Hello, xin chào tất cả bà con em nha. Này em thành lý công ty khu công nghiệp nha. Phòng máy châu Âu Lê Bà Long. Trọng tâm 21 22. Lỗ con này lỗ lớn nha, một cặp bả chủ lực. Là tiền ra khỏi trong. Lỗ 78. Con lóc tôn. Này lô là kích thước lô tầm cỡ 8. Chưa có đo nha, nhưng nhăn ngắn án nha. Còn phụ bì hết là tầm 2 mét mấy. Lô này tầm 6 8 gì đó. Tính lô. Tủ đèn còn đèn nữa nè. Này xài motor biến tốc. La le. Con này mới Nhật luôn nha. Nhật cái gì vậy? Iguama. Con Kira 1.3 vẫn tròn. Con Kira nha. Con này nặng tầm hơn 2 tấn tí. Này có hai cái máng nha, lát em quay cái máng sau nha, hai cái máng. Tầm 2 mét mấy. Nhớ 2 mét mấy, không đo được nha. Con này sang cho anh em nào 60 nha. Còn con lốc tôn cho anh em nào 30 nha. Anh em chi tiết cụ thể có gì anh em alo sao nha. Còn con cái ra để cho anh em nào con này phải Yoshida Shizuka motor hồng bàn chắc tầm mét nè số. Hôm nay chỉ có là mất cái nắp sau nha, không có nắp sau nha nè, nắp sau. Bàn dài mét mốt này, cái thước 1 mét. Con này đang tầm tấn mấy. Sang tay cho anh em nào làm nhanh gọn lẹ luôn nha. Có lên xuống rồi, dưới motor. Hai motor lên xuống qua lại ngay nãy chắc là đồng 3 triệu luôn. Rồi ra quay tay. Đây đâu, nó làm cái khớp này là nó có khả năng nó qua lại. Cho anh em nào làm nha. Sang cho anh em nào 20 cho anh em lỡ. Chào cái máng. Cái máng của máy tiền nha, hai cái máng luôn nha. Hai cái máng máy tiền. Hai máng nằm hai hông. Rồi anh em có nhu cầu có gì alo nha, xem máy trực tiếp nha. Xin nha, bây giờ sẽ tầm vậy nè.